Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay kênh Hiểu Để Làm Đúng sẽ chia sẻ với các bạn một cái dòng gỗ biến tầng của Trung Quốc. Thì cái con biến tầng này là biến tầng 3 pha 380V. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái cách đấu nối cũng như là những cái lệnh cơ bản của cái con biến tầng inverter này. Thì đây thì mình nhìn vào cái biến tầng thì nó sẽ gồm có một cái màn hình. Đó, màn hình đây là nút program, ở đây là nút là QCK, đây là nút lên nút xuống, và đây là nút enter, đây là nút shift, đây là nút run top. Đó. Thì sơ lược về cái màn hình như vậy, còn cái cách đấu nối thì như thế nào? Thì ở đây mình chỉ cần biết được là cái nguồn vào, đó. Cái cơ bản thôi ha. Nguồn vào thì nó để chữ bố vơ nè. Nó có để chữ buffer mọi người. Đấy. Thì 1, 2, 3 là nguồn 380V cấp vào. Còn nguồn ra motor thì UV để chữ motor nè các bạn. Còn đây là nguồn tiếp địa ha. Đẹp. Còn cái chân kích thì nó cũng giống như cái dòng biến tầng khác, đó là chân cơm, là chân chung. À. Nhưng mà nó khác, cái này là nó S1 là chạy thuận và S2 là chạy nghịch. À. Thì để đi sâu hơn thì tôi sẽ chia sẻ thêm, và tôi sẽ cấp nguồn và chia sẻ thêm những một số cái lệnh cơ bản của nó để mình cài đặt có cái biến tầng này cho mình phù hợp để mình chạy con động cơ ha. Đây, bây giờ tôi sẽ đóng nguồn 3 pha vào cấp nguồn cho nó. Đấy, thì nó đã hiển thị nguồn. Thì nó đã hiển thị lên nguồn rồi ha các bạn. Thì mình sẽ vào cái hàm. Muốn vào hàm thì các bạn bấm chữ ESC này cho tôi, bấm một cái. Đấy, thì nó lên B0. Thì mình sẽ bấm tiếp là Enter. Là B0 00 thì mình sẽ không quan tâm cái hàm B00 này, mình sẽ bấm nó lên, bấm phím lên là B001. Đây là cái lệnh chạy ha mọi người. Mình bấm Enter thì nó sẽ có là bằng 0. Đây là hiện là nó đang cài bằng 0, là nó sẽ on off trên màn hình là run là chạy, stop là dừng. Đó. Nếu mà mình cài lên bằng 1 thì nó là run top bằng cái chân kích, là nghĩa là chân cơm và chân forward, thì mình sẽ làm bằng cái công tắc ngoài đó nếu mà mình cài bằng 1. Thôi bây giờ tôi sẽ cài lại bằng 0 y cũ và tôi bấm delta save lại thì nó sẽ chuyển qua B02. B02 thì mình sẽ enter cái nữa. Thì nếu mà B02 mà bằng 0 á thì nó sẽ là cho phép chỉnh tốc độ trên màn hình bằng cái phím lên xuống này. Đó. Cho phép à. Còn nếu mà mình cài bằng 1 á là không cho phép điều chỉnh tốc độ trên cái bàn phím này à, đó mọi người. Thì đây tôi cài là cho phép thì tôi sẽ cài bằng 0, enter. Còn B003 là cái tần số mát nha mọi người, tần số mát nên mình enter nè. Thì là tần số mát này là tần số 50 Hz. Thì cái tần số này thì mọi người nên cài bằng cái tần số định mức của motor, trên nhãn motor nó có ghi ha. Nếu mà muốn thay đổi thì lúc đó cái biến tầng lúc đó nó dừng mình mới thay đổi được nha mọi người. Em mình bỏ nó qua cái hàm này. B004 là cái tần số giới hạn trên, tần số giới hạn trên. Thì tần số giới hạn trên thì nếu mà các bạn cài 40 thì nó sẽ chạy lên maximum, nó sẽ là 40 thôi. Đó. Còn nếu mà các bạn cài 50 thì là nó sẽ khởi động maximum lên được tới 50. Đó là như vậy. Còn B005 là tần số ngưỡng dưới, à, giới hạn dưới. Thì bây giờ ví dụ như mà mình cài bằng 0 thì nó sẽ khởi động từ 0. Còn nếu mà mình cài từ 30 Hz thì nó sẽ bắt đầu là ở 30 Hz. À, 30 Hz thì nó chạy, khi mà khởi động lên thì nó khởi động một là tới 30 rồi. Thì lúc đó từ 30 nó mới sẽ khởi động lên 50 từ từ. À. Thì mình cài bằng 0, à, mình sẽ khởi động từ từ 0 đến 50. Thì B006 thì mình sẽ không quan tâm. Tới B007. B007 là cái lệnh tần số nha mọi người. Là nếu mà cài bằng 0 á thì mình sẽ chỉnh tần số trên cái bàn phím trên cái màn hình này. À, sẽ chỉnh tần số trên này lên xuống trên đây. À. Còn nếu mà các bạn cài bằng 1. À, xin lỗi, cái B07. Nếu mà các bạn cài lên bằng 1 thì là mình sẽ điều chỉnh bằng cái biến trở nha mọi người. Sẽ điều chỉnh bằng tần số bằng cái biến trở. Mình sẽ lắp biến trở vào. Ở đây tôi cài điều chỉnh tần số trên màn hình đi ha. Tôi cài bằng 0, sao lại nè. Enter. Tiếp tục.
mình sẽ qua cái B011, mình sẽ chỉnh lên B011. Đây tôi nói những cái hàm cơ bản thôi mọi người. B011 là cái thời gian này, là cái thời gian để khởi động ha, là gọi là nôm na đó là thời gian tăng tốc đó mọi người. Thì khi mà mình cài bằng 30 này là cái 30 giây ha, thì nó sẽ khởi động từ 0 tới 50 hạt trong vòng 30 giây. Nó sẽ đó. Còn tới B012 là cái thời gian giảm tốc. Thì cái thời gian giảm tốc này là khi mà các bạn bấm top à, thì nó mất 30 giây để nó giảm từ 50 hạt về không. Đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua tới cái hàm cũng khá là quan trọng, đó là cái hàm B016 là cái hàm tự động dò cái thông số động cơ. Đó, mình sẽ cài bằng 0 là nó sẽ tự động dò cái thông số động cơ ha mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển qua tới B1. Ok. B1. Enter. Thì B1 này thì tôi sẽ quan tâm cái là B116. B116 thì tôi sẽ chỉnh lên B116 nha. Tôi vào đây. Thì tôi sẽ cài bằng 0. Nếu mà tôi cho là mà tôi cho phép là dạng như là nút nhắn giữ đó. Ví dụ như mà đang cúp điện mà có điện lại thì lúc đó chân cơm và chân S1 á nó đang thông nhau á. Nó đang thông nhau thì khi mà có điện lại thì nó chạy luôn. Còn nếu mà tôi cài bằng 1 á là nó không cho phép ha. Không cho phép cho dù là khi nó có điện lại thì chân cơm và chân S1 nó có thông nhau nữa, nhưng mà động biến tần này không chạy cho chạy. Đó là cái hàm này cũng khá là quan trọng nè mọi người. Đó. Cái hàm này nó khá là quan trọng ha. Cái B116 này nè. Thì mình cài bằng 0 thì nó sẽ cho phép nha, cho phép khi mà mình đang chạy vậy nè, nó mắc điện ngang đi và nó có điện lại thì nó sẽ cho phép chạy lại luôn. Đó, chạy lại luôn. Còn nếu mà chúng ta cài bằng 1 thì chúng ta không cho phép, như trường hợp là đang chạy gì mà tắt điện, cái nó có điện lại thì nó không cho chạy, thì mình cài bằng 1. Thì tôi sẽ cài nó là bằng đây, B116. Thì tôi sẽ không cho phép, thì tôi sẽ cài bằng 1 nè. Không cho phép, trường hợp cúp điện mà có điện lại thì tôi sẽ không cho phép nó vận hành. Đó, thì tôi sẽ cài bằng 1. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái hàm B2. B2 là cái hàm công suất nha mọi người. Thì B200 là mình sẽ chọn là tải nặng hoặc tải nhẹ. Ở đây tôi chọn bằng 0 là tải nặng, còn nếu mà mình chọn bằng 1 là tải nhẹ ha. Đó. Thì tôi chọn bằng 0 là tải nặng. Còn B001 là cái công suất định mức của motor. Cái công suất định mức của motor. Thì ở đây tôi sẽ chọn công suất định mức của motor là nó cho bằng cái biến tần này luôn. Đây là biến tần này 2.2 kW. Cái model là CHF100A / 2R2G / 4. Đó là công suất là 2.2 kW. Enter. B202 là cái tần số định mức của motor là 50 hạt. B203 là cái tốc độ định mức của motor ha mọi người. Thì nếu mà xài tua motor 1400 thì mình cài 1400, còn nếu mà motor là 960 thì mình cài 960 hay 29 gì đó mình cài vậy. Còn B204 là cái điện áp định mức của motor, thì ở đây là cài là 380. 3 pha 380. B005 là cái dòng điện định mức của motor. Thì cái dòng điện định mức này nó sẽ là đi đôi với cái hàm mà B201 hồi nãy. Ví dụ như mà B201 mà các bạn cài 1.5 á, thì nó sẽ tự dò và nó tự tính toán là động cơ hai ngựa nó sẽ chạy được 3 ampere hay gì đó, thì nó sẽ tự thay đổi ha. Còn B206 thì mình không quan tâm. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái hàm BB. Nó có rất là nhiều hàm. Đây, tôi sẽ hàm BB. BB tôi sẽ chọn lên BB03. BB03 là cái này là mình để cài cái dòng bảo vệ động cơ đó. Thì mình cài 75% nè. Hiện giờ là 75 thì mình muốn cài lên bảo vệ động cơ. Ví dụ như tôi sẽ chọn là 90% đi ha. 90% bảo vệ quá tải đó bạn, quá dòng đó. Ý là quá tải chứ, xin lỗi. Ví dụ như mình cho phép động cơ đó chạy hết tải thì mình cài là 100. Còn cái này mình muốn cho động cơ nó không bị quá tải thì nó là mình cài 90. Đây sẽ chạy 90.3 đi ha, anh ta. Rồi, mình sẽ chuyển qua cái hàm B5.
cũng khá là quan trọng đây. B5 cũng khá là quan trọng các bạn. B5 thì mình sẽ lên B501, mình coi là nó bằng 1 thì ở đây mình sẽ cài bằng 1 để là chọn chức năng chạy thuận khi mà mình S1 mình nối với chân cơm à. Nếu mà các bạn cài khác 1 á, thì nó không cho phép, cho dù các bạn nối S1 với cơm thì nó cũng không có chạy à. Như vậy B502 là mình cài bằng 2, là mình đang chọn cái chức năng mà chạy nghịch đó, là S2 nối với cơm. Nếu mà các bạn cài khác bằng 2 á, thì cho dù S2 bạn nối với cơm thì nó cũng không có chạy, nó là như vậy. Thì bây giờ một số cái lệnh cơ bản nó như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đấu động cơ vào cho khởi động cho mọi người xem thử coi nó chạy ok không ha. Mọi người đợi tôi một tí, tôi đấu động cơ vào. Đây thì cái động cơ đã được đấu vào cái ba chân chỗ motor nè. Đây là cái động cơ nhỏ thôi ha, để thử thôi. Bây giờ sẽ đóng CB nguồn 3 pha lên cho nó cấp nguồn. Thì hồi nãy mình cài đặt là mình cài đặt run top trên màn hình, và cái thời gian khởi động là 30 và thời gian dừng là cũng 30 giây. Thì đây tôi bấm run. Đấy, thì nó run top trên màn hình mà hồi nãy mình cài sẵn mà, thì động cơ quay nè các bạn. Đấy. Trong vòng 30 giây thì nó mới khởi động lên tới 50 hạt ha mọi người. Đấy. Khá là lâu ha. Bây giờ tôi sẽ tắt đi ha, tắt đi và tôi cài nhỏ lại ha, thời gian khởi động cho nó nhỏ lại mọi người. Quá lâu, khởi động quá lâu thì mất thời gian. Mọi người đợi tôi tí nha. Đây, thì bây giờ mình muốn cài cái thời gian mà tăng tốc, giảm tốc thì mình vào cái hàm B0. B0 thì mình sẽ chọn là B011 thôi. 30 giây phải không? Thì bây giờ tôi sẽ bấm cái phím qua này nè. Tôi chọn ngay số 3 nè. Chớp chớp nè, tôi giảm xuống 10 giây và tôi bấm Enter scale lại. Tới B012 là thời gian giảm tốc thì mình sẽ bấm qua ngay số 3 thì bấm giảm lên 10 giây luôn. Data. Đó là mình sẽ cài xong cái phần thời gian tăng tốc giảm tốc là mình sẽ cài là bằng 10 giây đúng không rồi? 10 giây. Thì bây giờ tôi đã cài 10 giây rồi. Thì bây giờ tôi khởi động lên nè, nó nhanh hơn nè các bạn xem nè. Nhanh hơn nha. Đó, 10 giây là lên tới max liền. Hiện giờ thì nó chỉnh lên 30 hạt, thì bây giờ tôi muốn tăng lên 50 hạt thì tôi bấm nút này nè, bấm nút lên nè. Chỉnh lên 50 hạt luôn. Động cơ nó ok đấy, thì động cơ nó chạy lên 50 hạt này các bạn. Giờ mình sẽ tắt ha, thì nó sẽ 10 giây, nó mất 10 giây để nó giảm từ mà 50 hạt xuống 0 đó. Đó là mình mình sơ lược về cái cài đặt cái biến tần này. Thì xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy video hay thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh nha mọi người để ủng hộ cái kênh Hiểu Để Làm Đúng, để mình có nhiều động lực hơn ra nhiều video hơn. Xin thân ái chào tạm biệt.